Quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Trong video này có hình ảnh thi công cầu Rạch Miễu 2. Cầu Rạch Miễu 2 là cầu dây văng bắc qua sông Tiền, nối Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Dự án cầu Rạch Miễu 2 đã thi công hoàn thành 100% thân trụ tháp dây văng cho cả hai trụ tháp B19 và B20, hoàn thành vượt tiến độ hơn 3 tháng so với kế hoạch. Cầu Rạch Miễu 2 hiện đã thi công được hơn 65% khối lượng công việc. Riêng phần cầu chính, cầu Rạch Miễu 2 đang vượt tiến độ hơn 10% so với kế hoạch đề ra, tương đương khoảng 3 tháng. Tiến độ thi công của cầu đang rất tốt, vượt tiến độ đề ra. Trên công trường các đơn vị đang nghiêm túc triển khai thi công 3 ca, 4 kíp. Tổng số thiết bị thi công trên công trường là 147 với 505 công nhân, 83 cán bộ kỹ thuật. Tất cả quyết tâm hoàn thành dự án đúng theo tiến độ chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đề ra. Thành 3 trên tổng số 6 cầu, gồm cầu Mỹ Tho, cầu Tam Sơn và cầu Ba Lai. Còn lại 3 cầu đang triển khai thi công, gồm cầu Xoài Hột, cầu Rạch Miễu 2 và cầu Sông Mã. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho hay, cầu Xoài Hột và cầu Sông Mã đang phấn đấu hoàn thành trong năm 2024. Riêng phần cầu dây văng đã hoàn thành 2 trụ tháp dây văng, đã căng xong bó cáp dây văng số 24 trên 112 bó dây văng. Riêng việc giải phóng mặt bằng, các địa phương đã hoàn thành bàn giao đạt 100% toàn tuyến. Cầu Rạch Miễu 2 có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm, thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Điểm cuối dự án tại quốc lộ 60, cách mố cầu Hàm Luông khoảng 700m, tỉnh Bến Tre. Chiều dài dự án là hơn 17 km, với tổng mức đầu tư hơn 6.810 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Dự án cách cầu Rạch Miễu hiện hữu khoảng 4 km về phía thượng nguồn.
Dự án được khởi công từ tháng 3 năm 2021, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025 do đội ngũ kỹ sư Việt Nam thiết kế và xây dựng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ giúp giảm tải giao thông trên tuyến quốc lộ 60, chia lửa cho cầu Rạch Miễu hiện hữu vốn thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh và bình luận góp ý phía bên dưới để kênh làm tốt hơn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!